chào tất cả anh em nhé. Đây, hôm nay bên em đầu ghi đông của Xside đây, tất cả các loại nhá, càng thuộc này. Anh em muốn hỏi cái gì là bên em đều có hết nhé. Có bánh nhá, bánh Xside 5 số này, 4 số này, bên em đều có hết nhá. Đây là những cái bộ điện của chìa khóa điện của con Xcenter nhá. Nói chung là cái dòng đời cao của Ablaze FI. Bánh biếc ở bên em có đầy đủ hết nhá. Số điện thoại em để góc nha, anh em vừa xem vừa mua thì alo trực tiếp nhá. Đấy. Hôm nay em mới có đấy để giới thiệu với anh em nhá. Đây. Có những cái của tất cả các dòng nhá. Còn X5 số này, 150 này, 135 này. Đấy, và cái con Winner này. Đấy. Đấy, tất cả rất là nhiều máy nha các bạn nhá. Rất nhiều máy. Đây. Quay sơ qua. Xside 150 hoặc là 135 này, bên em đều có nhá. Toàn đời cao, đời 20, 21 này. 17, 18, 19 tùy tầm tiền nha các bác nhá. Đấy, anh em mua lẻ cái gì là bên em bán lẻ hết nhá. Thì cứ điện xuống anh em cứ hỏi anh em hỏng cái gì anh chụp, anh em chụp ảnh qua cái là được. Đấy. Vì cái lô này em rất nhiều. Đấy, cái này thì các bác nào hỏng tai nạn này. Nhưng cái bây giờ bình thường em bán nguyên máy thôi. Còn nếu các bác mua chụp qua thì bên em sẽ giới thiệu cho anh em là anh em có thể mua được nhá. X này, Winner này, đây có những cái này em tháo sẽ lẻ. Đây là dòng ga nhá. Thì anh em hỏi hỏng bộ hơi đầu này, đấy, hỏng hơi đầu hoặc là tay biên này, đấy, tay biên cam cò anh em hỏng là bên em đều có hết nhá. Đây có những cái dòng con đời cao là con Honda Lead Ablaze đầy đủ hết nhá. Có những dòng con máy Winner nhá, đầy đủ hết. Hỏng bất cứ một cái gì là bên em đều có đồ thay thế hết nhá. Đây, Winner nhá, Winner thì đời thấp đến đời cao đều có hết nhá. Đời thấp đời cao đầy đủ hết. Đây, ngay thì em để trên giá thôi. Đấy, đời cao của máy nó cực kỳ ngon nhá. Đây, hơi 150 này. Đấy, con Winner anh em nhìn con này nó gần như là mới, tất cả cái máy gần như mới. Anh em cứ lẻ cần lẻ gì là bên em đều có hết. Máy thì Honda Ablaze FI này, Lead này. Đấy, hoặc là anh em hỏng cái phần gì mà mua ở hãng đắt thì anh em có thể qua em. Vành bánh rồi tất cả mọi thứ, heo dầu heo số nhá, có hết nhá. Từ tất cả nó phụ tùng đồ đạc nó đều có hết. Đấy, cũng dây điện này, IC con nạp này, đây có những cái bộ IC hoặc hồ điều khiển này. Đấy, hoặc là có con IC nhá, IC con nạp đầy đủ hết. Đây, dòng Ablaze đầy cao này. Đấy, nói chung là cái nào đây anh em hỏng dụng nguyên bộ đầu bò này ra nhá, đầu bò này hỏng anh em chết đầu bò này bọn em sẽ bán. Đấy, là cái vách này. Đấy, vách đây, hoặc là bên hệ thống này. Đấy, phanh pháo là anh em có cần gì là bên em đều có hết. Các bác cứ cần cái gì dòng đời cao này, uy gym cúc pin. Cái video này thì em chỉ nói chung chung nó về những cái dòng con con này. Đây con Suzuki này. Đấy, anh em có máy Suzuki máy đời cao này, anh em không rõ máy gì tháo lâu quên không để ý. Đấy. Nhưng thường nói chung là để mà ấy thì các bác cứ cần cái dòng X150 nhá, X150 135. Đấy, 135 hoặc là cái dòng Xcenter 150 135 nhá. Mấy lại cái dòng 4 số côn tay thì thật sự các bác là không có để phá nhá. Này cái dòng này rất chỉ là hiếm nên các bác mua là mua 150 nhá. Đấy. Còn đây. Những cái ê mang đèn em ơi. Đây. Anh em hỏng bộ số đây nhá. Hỏng bộ số này. Hoặc là anh em muốn hỏng bộ số nhá. Hoặc là anh em muốn về zin nhá. Anh em muốn về zin. Đây có những cái hơi của nó đây. Anh em muốn về zin nhá. Về zin này, bơm nước. Cái này bơm nước anh em phải bơm nước có hết nhá, đầy đủ hết nhá. Đấy, côn này. Côn của con này đời 25 này, 27 tháng 7 2015 này. Đấy, cả bộ côn này, bộ số nhá. Tất cả những cái gì nó
cặp gác, bộ gắp 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 đằng sau nhé, gắp đằng sau đấy, gắp đằng sau, nói chung là đầy đủ hết nhé, tổng thể hết đây. Đây là vành này đấy, những con vành 150, vành to này đấy, anh em mà đi không may tay lạ nó bục vành, nó vỡ vành hết rồi, anh em có thể mua nhé, vành trước vành sau. Đây có cái vành con độ đấy nữa, vành độ đấy nhá, đấy đầy đủ hết. Các bác muốn chơi mà muốn lắp này thì cứ điện trực tiếp cho anh em nhé. Winner Exeter đầy đủ nhá. Có cả những cái lắp con điện này nhá, lắp điện này, lắp Winner này. Đấy. Hỏng này, anh em có thể ấy được. Đây nó đầy đủ hết tất cả. Đây. Bộ côn côn kiếc đầy đủ hết, nhưng mà clip này em dành cho những cái gọi là những cái con máy đời cao thôi nhá. Đây. Những cái này thì anh em cần thì cứ liên hệ trực tiếp nhé. Đấy, hơi hiếc là toàn ngon, tất cả đều ngon hết nhé. Xe toàn xe thanh lý. Đây anh em nào chết củ đè nhá, củ đè rồi, củ đè nào bên em có nhá, vách máy vỡ. Đấy. Anh em nào hút vỡ cả vách máy thì liên hệ nhá. Rồi đấy thì em cũng quay chi tiết sơ qua thôi, anh em mà hỏng cái gì thì alo nhá, vành bánh vách tiếc đầy đủ hết nhá anh em nhá. Đấy, đầy đủ hết nhá các bác nhá, cần thì alo trực tiếp cho bên em nhá. Chào tất cả anh em.